phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn chúc mừng đại sứ hùng ba hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ tại việt nam ghi nhận và đánh giá cao những công hiến đóng góp tích cực của đại sứ hùng ba trong việc thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước phát triển sâu sắc toàn diện và thực chất thể hiện nổi bật trên các phương diện như trao đổi chiến lược cấp cao và giao lưu tiếp xúc các cấp được duy trì thường xuyên hợp tác thực chất trên các lĩnh vực đạt nhiều tiến triển tích cực nhất là về kinh tế thương mại đầu tư Đại sứ Hùng Ba bày tỏ vinh dự được Đảng, Nhà nước Trung Quốc tin tưởng giao phó nhiệm vụ làm đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, có cơ hội được làm cầu nối, đóng góp công sức thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai đảng, hai nước Trung Việt. Đại sứ Hùng Ba khẳng định, sau khi kết thúc nhiệm kỳ, dù trên bất kỳ cương vị công tác nào, sẽ luôn mang theo những kỷ niệm và tình cảm tốt đẹp về đất nước con người Việt Nam, tiếp tục đóng góp tích cực xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc Việt Nam có ý nghĩa chiến lược nhân dịp này được sự ủy quyền của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tô lâm phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã trao tặng huân chương hữu nghị của nhà nước việt nam cho đồng chí hùng ba vì những đóng góp tích cực hiệu quả trong việc thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc trong nhiệm kỳ công tác tại việt nam